Rồi, cô giới thiệu với các em vài cách dùng về cái chữ sur preposition. Đầu tiên hết, ví dụ như anh đi cử une position sans idée de mouvement, nó chỉ một cái vị trí nhưng mà không có cái ý tưởng về cái việc xê dịch ở trong đó. Le livre est sur la table, là quyển sách là ở trên bàn. Je n'ai pas d'argent sur moi, tôi không có tiền trên người tôi. Mình thì nói là tôi không mang theo tiền đó. Hoặc là anh đi cử une position avec une idée de mouvement, chỉ một cái vị trí nhưng mà có cái ý tưởng về cái sự xê dịch đó. Mais en full sur ton t-shirt, hãy mặc một cái áo full trên bên ngoài đó, bên trên cái áo t-shirt của bạn. Indique une direction, chỉ định một cái hướng đi. La cathédrale est sur votre droite, nhà thờ là ở bên tay phải của quý vị. Hoặc là sur votre gauche, là bên tay trái của quý vị. Hoặc là indique une distance, chỉ một đoạn đường dài. Il y a des travaux sur 10 km. Ví dụ như trên đoạn đường người ta giới thiệu, nhưng mà người ta có dự phòng cho người khách đi đường biết trước là sẽ có những cái công trường đang làm đó trên một đoạn dài 10 cây số. Hoặc là la plage s'étend sur 3 km, bãi biển nó trải dài ra 3 cây số, kéo dài 3 cây số. Còn có khi thì nó mang cái ý nghĩa là tùy theo, tùy thuộc đó. On ne devrait pas juger quelqu'un sur son apparence. Người ta không nên đánh giá một người nào đó vì cái bề ngoài của họ. Thì ở đây mình không dịch cho xuyên là trên, không dịch được. Indique que le moyen, ta chỉ cái phương tiện. C'est un film sur l'esclavage, đó là một cuốn phim về cái chế độ nô lệ. Hoặc là có khi thì indique un rapport de proportion, nó chỉ định một cái mối quan hệ về cái tỷ lệ đó. 9 élèves sur 10 ont choisi le premier sujet, 9 trên 10 học sinh đã chọn cái chủ đề thứ nhất. Hoặc là ma chambre fait 3 mètres sur 4, cái phòng của tôi nó có một bề 3 mét và một bề 4 mét. Chứ cái chỗ này thì chữ xuyên mình không có dịch được là trên, không thể được. Hoặc là il travaille un jour sur deux, ông ấy làm việc cứ 2 ngày thì ông làm 1 ngày đó.